Nam Sa xin kính chào quý vị. Pha và Đô với tôi là tên hai nốt nhạc, nhưng khi ráp lại, Pha Đô trở thành một dòng nhạc sao quyến rũ lai động tâm hồn mình đến thế. Câu hỏi ấy thôi thúc tôi tìm hiểu Pha Đô. Tình cờ tôi đến với lễ hội Quê Das Fitas, lễ đốt giải mũ ru văn, diễn ra tại các trường đại học Bồ Đào Nha, đặc biệt là ở Coimbra vì nó lớn nhất và lâu đời nhất diễn ra vào tháng 5 và kéo dài nhiều ngày với nhiều tiết mục như diễu hành xe hoa, thi đấu thể thao, khiêu vũ, hòa nhạc, ăn uống, vân vân. Các em nam mặc áo choàng đen, đồng hát, bài ca tạm biệt truyền thống để giả từ mái trường, thầy cô và bài bản. Nhiều em nữ sinh viên vừa hát vừa khóc. Rất nhiều giọt nước mắt giữa tiếng đàn của im ra 12 giây réo rắt xoáy vào tim. Ôi sông nghe như ngày ta

tâm tình các bạn trẻ ấy sâu giống Việt Nam mình đến thế. Bài ca tạm biệt ấy là một bản pha đô xứ Coimbra của Bồ Đào Nha. Khi ấy tôi không hiểu lời ca, nhưng khoảnh khắc cảm động ấy là có thật. Tiếng đàn lời ca gia điệu ấy chạm vào tim, và tôi hưởng ứng với không khí âm nhạc ấy như hiểu được âm nhạc ấy. Pha đô rất gợi cảm và có hồn, không biết ngôn ngữ bạn không thể hiểu được chiều sâu của ngôn từ nhưng âm nhạc và cách trình diễn của người hát khiến bạn đắm chìm trong câu chuyện của bài nhạc và cảm nhận được chiều sâu cảm xúc chiều sâu nỗi đau khổ có những ca sĩ hát pha đô với chất giọng thậm chí rất hay nhưng vẫn chưa được công chúng công nhận là một pha dista người hát pha đô bằng sự rung động tâm hồn gây cảm xúc thật sự ở người nghe Tiếng Việt gọi là hát có hồn, chạm đến nỗi buồn sao đát đặc trưng của người Bồ Đào Nha. Thông thường họ cũng nói là nghe nỗi da gà như ta hay nói. Nam ca sĩ Pha Đô thường mặc bộ âu phục màu đen, nữ vẫn trang phục đen và khoác thêm khăn choàng màu đen. Ca sĩ Pha Đô có lối trình diễn rất độc đáo. Họ nhắm nghiền đôi mắt khi hát như thể chìm đắm trong cơn ngôn mê như thể đã trút bỏ được thực tại bên ngoài để truy tìm điều gì đó xa thẳm trong ký ức. Xin mời thưởng thức phần trình diễn của một fadista tiêu biểu, nữ danh ca Marisa, qua bài hát nổi tiếng Ogen de Damiña Terra, Hỡi người dân quê hương tôi. Lời do Amaya Rodriguez viết và phần nhạc hòa âm của Thiago Machado. Bức mãn trước định mệnh, Nhạc pha đô là lời tự sự buồn về số phận hẩm hiu, những nỗi lòng chất chứa, nỗi u uẩn, sự đau buồn gì đó chống lại sự nghiệt ngã của phận làm người, mà người bồ đầu nha gọi là saudade. Saudade là phong cách sống của người bồ đầu nha. Đôi khi họ ưa thích được cảm giác, không thể lai chuyển được số phận và cam chịu những gì mà tạo hóa sắp đặt. Esim, Eavida thế đấy đời là vậy người bồ đào nha hay nói với nhau hàng ngày sau đó là một từ thông dụng mà người nói sử dụng hàng ngày nhưng không thể dịch chính xác sang bất kỳ ngôn ngữ nào nó còn bao trùm cả tristesa tức là, là sự buồn bã thông thường đó là sự hoài niệm khao khát được gần gũi một lần nữa với một cái gì đó sau đó là cảm giác trống rỗng khi người yêu mình xa đó là ngọn lửa bùng cháy trong chúng ta mà không bao giờ tắt. Làn gió ấm áp đánh thức ký ức về máy ấm của chúng ta, hay cảm giác u sầu khao khát được gần gũi một lần nữa với một cái gì đó hay một ai đó ở xa, hoặc đã từng được yêu thương và rồi đánh mất tình yêu còn lại. Sau đó là một cảm xúc sâu sắc, tự như sự đan xen giữa nỗi buồn và tình thương. Nó để lại cho chúng ta hương vị buồn vui lẫn lộn của một điều gì đó sẽ không bao giờ đến mà ta vẫn nuôi hy vọng. Fado đã nảy sinh vào thế kỷ thứ 19 từ các con hẻm đông đúc của khu Bayo Alto hay Alphama của thủ đô Lisbon giữa đám dân bến cảng gái ăn xương những tay anh chị thủy thủ của Lisbon. Không rõ liệu nó trước đó có được phát triển từ các bài hát của các thủy thủ bồ đầu Nha, hay nổi lên từ các điệu nhạc Brazil như Lundum hay nha, Phát sinh từ Alphama, nó còn chịu ảnh hưởng. Nhân hóa Ả Rập lưu lại từ thời người Ả Rập chiếm cả bán đảo Iberia vào thế kỷ thứ 8. Maya Sevra Onofiana sinh năm 1820 là nữ ca sĩ pha đô đầu tiên, cũng là một cô gái mãi dâm nổi tiếng. Bá tước đời Vimioso đem lòng yêu nàng say đắm và cũng nhờ đó Fado được giới quý tộc chú ý. Tài hoa bạc mệnh, Severa bị ám sát lúc mới 26 tuổi xuân để lại bao nhiêu núi tiếc. Vào thời đó, tất cả Fadista đều mang khăn tròn đen khi hát để tưởng niệm Severa. hứa trang phục này dần dần trở thành tập tục của ca sĩ Fado khi trình diễn. Vào thế kỷ 19, pha đô cũng trở nên phổ biến trong các salon âm nhạc của tầng lớp trung lưu. Trong thế kỷ 20, chế độ độc tài Salasa từ năm 1932 đến năm 1968 kèm kẹp dân Bù Đào Nha, giới hạn cuộc sống của họ trong ba chữ Fado Football, Fatima tức là Đô, bóng đá và đức mẹ Fatima. Di sản này đã bị thế hệ trẻ ruồng bỏ sau 1968. Đây là thời gian suy đồi của môn nghệ thuật này vì xem là cổ lỗ chỉ còn thu hút được khách du lịch hay thế hệ già nua của Bồ Đào Nha. Bẳng đi hơn 20 năm vào cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, giới trẻ khám phá trở lại pha đô làm hồi sinh mang lại pha đô sức sống mới. Ngày nay với các tên tuổi quốc tế như Marisa, Anamura, Camillo, Cristina Branco, Dulce Bontes, Teresa Sanguero, José Alfonso Camane, nhân dân. Năm 2011, UNESCO công nhận Fado thuộc về di sản văn hóa thế giới. Bên cạnh thủ đô Lisbon, hai cái nôi khác của Fado là Porto và Coimbra. Amaya Rodriguez là ca sĩ Fado vĩ đại nhất mọi thời đại. Cô được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Fado và đã phổ biến Fado như một thể loại âm nhạc trên toàn thế giới trong suốt 40 năm sự nghiệp của mình. Cô có giọng hát lôi cuốn và sâu lắng, giọng nói với âm sắc đặc biệt. Vẻ xinh đẹp quyến rũ đã đưa Amaya trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, tạo cảm hứng mới mẻ hiện đại cho dòng nhạc u sầu này của Bồ Đào Nha. Cô đã giành được nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp âm nhạc của mình, và khi qua đời, Amaya được an nghỉ trong điện thờ quốc gia tại Lisbon là người phụ nữ duy nhất được vinh dự này. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Amaya Rodriguez, 100 danh cầm pha đô cả nước tề tụ lại tại tòa thị chính thủ đô Lisbon, bày tỏ lòng tri ân và diễn danh cô bằng cuộc hòa nhạc vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Cây đàn Bồ Đào Nha là một nhạc cụ rất phổ biến ở Bồ Đào Nha có âm sắc không thể nhầm lẫn dù bất cứ ở đâu. Định mệnh pha đô và sao đát là những từ gắn liền một cách tự nhiên với âm rung của đàn guitar Bồ Đào Nha. Để làm quen, chúng ta nghe Ricardo Araujo giới thiệu lớp giải đàn Bồ Đào Nha trên kênh youtube Canal TV. Anh biểu diễn một đoạn nhạc solo trên cây đàn Coimbra với cần đàn hình giọt nước. Bài tập này được tấu theo hai nhạc đều hai nhịp điệu chậm và bình thường. Đàn bộ đầu nha có nguồn gốc khá xa, nó từng được gọi là đàn guitar Morris vì có nó có nét tương đồng nhất định với đàn lít mà người Ả Rập đã mang đến bán đảo Iberia. Nguồn gốc của đàn guitar bộ đầu nha bắt nguồn từ thời Trung Cổ với một nhạc cụ gọi là Stola. Đàn này phát triển truyền qua đàn sita và đỉnh cao là đàn Guitar Bồ Đào Nha. Đàn guitar Bồ Đào Nha là một loại đàn hợp âm có 12 dây kim loại, thân rộng hình quả lê và cần đàn hình quạt. Cái đàn guitar hiện đại xuất hiện vào thế kỷ 19 được chơi trong các quán rượu ở Lisbon. Ở Bồ Đào Nha có hai biến thể cơ bản của Fado ảnh hưởng đến cây đàn guitar mà họ chơi: Fado Lisbon và Fado Coimbra. Mỗi địa danh có cây đàn guitar của riêng mình với nhãn hiệu và cách điều chỉnh khác nhau. Đàn của Impra lớn hơn một chút và thường có chiều dài quy mô là 470mm so với 440mm của đàn Lisbon. Một dàn nhạc pha đô cổ điển thường gồm một cây guitar bồ đầu nha 12 giây, một cây guitar Tây Ban Nha 6 giây kim loại và cây guitar bass 4 giây giọng trầm. đàn guitar lisbon có hộp phẳng hơn và âm thanh sáng hơn nhờ cách lên dây si la mi si la re từ bậc cao nhất đến bậc thấp nhất nó đi kèm với cả giọng nữ và giọng nam và thể hiện một cách dễ dàng từ điệu buồn nhất đến điệu vui nhất điểm nổi bật của nó là đầu cần đàn xoắn lại hình con ốc đàn guitar coimbra có âm thanh trầm hơn so với tiếng đàn từ Lisbon. Hộp lớn hơn và sâu hơn, đồng thời cách điều chỉnh cũng thấp hơn so với đàn Lisbon. Gồm có các dây La, Sol, Re, La, Sol, Do. Được thiết kế dành cho sinh viên, đàn guitar Coimbra được sử dụng để hát những bản tình ca sinh viên hoặc ở những lễ hội, sự kiện như lễ bế giảng hóa học. Nó đi kèm theo giọng nam với cách hát chậm hơn và hoài cổ hơn đầu cần đàn có hình giọt nước. Các nhà soạn nhạc và nghệ sĩ guitar điêu luyện nổi tiếng của Bồ đầu Nha có thể kể Antonio Seno, Gonzalo Paredes, Flavio Rodriguez, Arturo Paredes và con trai ông là Carlos Paredes. Sau đây mời quý vị thưởng thức tiếng đàn của Carlos Paredes. Carlos Paredes đã viết nhiều tác phẩm cho đàn guitar bù đầu nha và làm cho nhạc cụ này được biết đến ngoài biên giới đất nước. Ông đã giúp pha đô của Coimbra đạt được hòa âm phức tạp và hiện đại nhờ vào album đầu tiên Guitar Portuguesa năm 1967. Sự tinh thông của Carlos Paredes gây được tiếng vang với các nghệ sĩ, nhạc sĩ thuộc nhiều phong cách khác nhau ở trường phái Fado Lisbon. Antonio Senho là một trong những người thúc đẩy việc quốc tế hóa cây đàn guitar Bồ Đào Nha với chất trữ tình độc đáo và sự tinh tế của mình. Senho là nghệ sĩ biểu diễn và soạn nhạc hiểu được ngôn ngữ cảm xúc của Fado. Bằng chứng cho thấy Fado đạt được trình độ phủ quát là album của anh chơi với dàn nhạc giao hưởng lên linh, linh. Giai điệu và ca từ Fado có khoảng vài trăm giai điệu fado truyền thống được cộng đồng fado và khán giả fado biết đến. Người sáng tác giai điệu và người viết lời fado thường được biết đến. Ví dụ giai điệu có tên Fado Barado được ghi nhận là của Alfred Marceneiro và Emilia Rodrigues viết lời tạo thành bài nhạc nổi tiếng có tên là Estanha Forma de Vida, một cuộc sống kỳ lạ trong pha đô truyền thống giai điệu và ca từ độc lập với nhau ca sĩ được tự do chọn ra từ các giai điệu truyền thống và sau đó hát với bất cứ lời nào họ muốn thực tế này dễ nhận thấy khi bạn nghe các bản ghi âm pha đô của cùng một giai điệu được tô điểm khác nhau bởi các ca sĩ khác nhau trình diễn với những câu hát của chính họ nói cách khác các pha đích ta đang liên tục sáng tác mới pha đô bằng cách dựa trên những giai điệu âm nhạc truyền thống có sẵn và sáng tác ca từ mới. Đây là một điều độc đáo của pha đô. Nhạc Việt Bolero và pha đô giống nhau ở chỗ nó chạm được đến trái tim người nghe. Ca sĩ để hết tâm hồn mình vào bài hát mà mình có thích thì khán giả mới thích. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng bolero việt nam là hồi ức về một quá khứ không xa nó là một nốt trầm khiến ta tỉnh lại dành vài phút để cảm nhận thật sự những nét đẹp giản dị đời thường quên đi những lo toan vội vã của cuộc sống người dân say xưa nghe bolero mà không chê nó sến họ tìm được cái tình tìm được cuộc sống của họ trong bài hát vận mệnh đất nước như thế nào thì âm nhạc đất nước sẽ như thế đấy thập niên năm mươi hai triệu đồng bào từ miền bắc tản cư vào nam đó là những năm tháng khó khăn cái nghèo ám ảnh cả trong giấc ngủ người nhạc sĩ miền bắc miền nam chia nhau điếu thuốc rồi nỗi nhớ quê hương bên kia bờ bến hải làm cho các nhạc sĩ di cư càng mang nhiều tâm sự nhưng đó cũng là lúc mà sáng tạo của người nghệ sĩ ở đỉnh cao nhất rất nhiều ca khúc nổi tiếng ra đời trong thời gian ấy hầu như là những bản nhạc với nhịp 44 chậm buồn, buồn đến nao lòng. Buồn vào hồn không tết, tức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Dễ nghe, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Bolero là những câu chuyện kể nhẹ nhàng, chân tình, không mỹ từ, châu trao, trao chuốt nói theo cách của nhạc sĩ tuấn khanh bolero là một loại nhạc bình dân gần gũi những ca khúc bolero là những câu chuyện buồn vui quen thuộc xảy ra trong đời sống ai cũng dễ dàng chọn cho mình một hai hay nhiều bài gắn liền với những kỷ niệm mà mình đã đi qua người việt mình chịu đựng đói nghèo bất công áp bức và nhất là chiến tranh dai dẳng chết chóc đến mức sống là một cái tội khiến cái buồn, cái vui, cái khổ không thể nuốt vào mà phải thốt ra, bộc lộ trực tiếp ra bên ngoài. Đồng thời người Việt hay cười, hay nói tiếu lâm, hay cố không nhắc đến u sầu. Tổng hợp lại là một cách sống bằng mọi cách giảm đi sự căng thẳng, tìm lại sự quân bình nội tâm, sự thoải mái tâm hồn là một lối sống tích cực. Người nhạc bolero Việt rất hay. Nếu được dịch thuật tốt, nó sẽ chạm đến trái tim cả của những người nước ngoài. Không thiếu giai điệu, ca từ, ca sĩ, nhạc sĩ Việt có chất lượng. Bên cạnh các nhạc cụ Tây Phương hay sử dụng, chúng ta nên du nhập cây đàn Bồ đầu Nha 12 giây cùng các giai điệu của âm nhạc Bồ Đào Nha để làm phong phú thêm dòng nhạc vàng của nước ta. Chúng ta đặt nhiều hy vọng ở các bạn trẻ sẽ nhiệt tình cải tiến nâng cao chất lượng dòng nhạc Việt bolero trữ tình độc đáo. Như giới trẻ Bồ Đào Nha đã tìm tòi, sáng tạo, nâng cao dòng nhạc pha đô, viên ngọc quý của nền âm nhạc Bồ Đào Nha. Năm xa, kính chúc quý vị một ngày bình an.